Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị tin tức về một người đàn ông bị bắt và bị buộc tội hành hung vì tấn công quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công tại New York. Sau đây là nội dung chi tiết. Người đàn ông bị bắt và bị buộc tội hành hung vì tấn công quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công tại New York. Các nhân viên cảnh sát khu vực 109 của New York đã bắt giữ ông Tề Trung Bình, nghi phạm tấn công quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công ở lối vào trung tâm thương mại New World tại Flushing, New York vào khoảng 11 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 2023. Nghi phạm bị buộc tội tấn công cấp độ 3 và bị đưa đến tòa án hình sự quận Queens sau khi cảnh sát thẩm vấn ông ta. Tình huống diễn ra vụ việc như sau. Các học viên Pháp Luân Công có 5 quầy thông tin trên phố chính ở trung tâm Flushing. Không quản nắng mưa, toàn bộ 365 ngày một năm, các học viên đều có mặt tại các quầy thông tin này để phơi bày sự thật về cuộc bức hại, cũng như nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Quầy thông tin bên ngoài thư viện Flushing bắt đầu hoạt động từ năm 2000, tính đến nay đã được 24 năm. 4 địa điểm khác đã hoạt động được hơn 10 năm. Nhiều người qua đường vẫn luôn biểu thị dấu tay, ca ngợi các học viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kiên định của họ trong việc vạch trần tội ác ở Trung Quốc. Người đàn ông bị bắt là ông Tề Trung Bình, năm nay 77 tuổi. Theo học viên Pháp Luân Công Lý Học Cầm, đây không phải là lần đầu tiên ông ta tấn công các học viên. Ông ta thường xuyên chửi bới họ, nhưng họ không bao giờ đáp trả hoặc tranh chấp lại. Hành vi hung hăng của ông Tề còn khiến những người bán hàng gần quầy thông tin của các học viên khó chịu và họ đã cố gắng ngăn ông ta lại. Học viên Lý Học Cầm kể lại, có lần tôi nói với ông ta rằng ông không được làm vậy. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục chửi bới chúng tôi và thậm chí còn vung nắm đấm trước mặt tôi, dọa đánh tôi. Ngay lúc đó, một cụ bà lớn tuổi ở gian hàng bên cạnh can ngăn, bảo ông ta dừng hành vi ngỗ ngược lại. Lúc đó tôi có chụp ảnh lại vụ việc. Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Tề Trung Bình lại sách nhiễu các học viên tại một địa điểm ở Flushing và hành hung học viên Pháp Luân Công David Fang, khiến ông bị chảy máu, cả tay, cổ và cằm đều bị thương. Sau khi bị thương, ông David Fang đã gọi cảnh sát đến hiện trường giải quyết. 4 viên cảnh sát đã nhanh chóng đến điều tra. Lúc đó, cảnh sát nói với các học viên, nếu các vị thấy người này, hãy gọi cảnh sát ngay lập tức, chúng tôi sẽ bắt ông ta. Ông David Fang thuật lại, một vị khách qua đường đã của trách ông Tề Trung Bình, nhấn mạnh rằng những gì ông đang làm là vi phạm pháp luật, đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc. Anh Joe Chang khi đó ngang qua và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Anh ấy đã quay video ghi lại vụ việc. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, anh Joe bày tỏ, tôi đã bị sốc. Ở Mỹ, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tấn công Pháp Luân Công là không đúng. Ông ta thật xấu xa. Tôi bảo ông ta, ông đánh người khác là vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng ông ta phải bị pháp luật trừng trị. Chắc chắn ông ta đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 18 tháng 2, nghi phạm bị phát hiện trên đường phố Flushing. Các học viên tại quầy thông tin đã ngay lập tức gọi cảnh sát và yêu cầu nạn nhân David Fang đến nhận dạng ông ta. Nhưng chưa đầy 10 phút sau khi anh David đến, nghi phạm đã biến mất. Cảnh sát đã dự định lái xe tuần tra chở anh David đi tìm kiếm ông Tề. Ngay khi chuẩn bị lên xe, anh David quay đầu nhìn lại và thấy ông ta đang đi ra khỏi trung tâm thương mại New World. Cảnh sát đã bắt người đàn ông, còng tay và đưa ông ta đi. Đây không phải là lần đầu tiên các quầy thông tin của Pháp Luân Công bị tấn công. Vào tháng 2 năm 2022, một người đàn ông tên là Trịnh Bộ Thu đã bị buộc tội kích động thù hận và tội hình sự cấp độ 4 vì phá hoại quầy thông tin. Một người dân địa phương nhận xét về vụ việc, các học viên đang làm việc tốt. Và nếu những người như ông Trịnh được phép tự do đi lại sau khi phạm tội như vậy, thì đó hẳn sẽ là mối đe dọa cho an ninh. Và những kẻ tội phạm như vậy nên bị trục xuất. Theo luật di trú của Hoa Kỳ, một người bị kết án về tội hành hung sẽ có tiền án. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đơn xin tư cách pháp nhân của họ tại Hoa Kỳ. Học viên Michel Yu nghi ngờ ông Tề đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi giục để gây rắc rối tại các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn,
bà Dịch Dung, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York phát biểu: "Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn cảnh sát khu vực 109 vì phản ứng nhanh chóng và hành động kịp thời của họ trong việc bắt giữ nghi phạm. Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tín ngưỡng được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Người đàn ông này đã nhiều lần khiêu khích, tấn công các điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Lần này, ông ta thậm chí còn hành hung một học viên. Đây là tội gây thù hận không thể dung thứ. Hơn nữa, ông ta có thể đã nhận tiền từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc để làm những việc này. Chúng tôi tin tưởng vụ việc sẽ được xử lý công bằng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở những người Trung Quốc đến nhập cư và sinh sống ở Mỹ. Các bạn đang ở một quốc gia tự do, được tiếp cận thông tin tự do và có cơ hội tìm hiểu sự thật. Đừng tự trói mình vào con tàu đang chìm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó không hề tốt với các bạn. Hy vọng các bạn sẽ có sự lựa chọn sáng suốt, đừng mạo hiểm tính mạng và hủy hoại tương lai của bản thân chỉ vì một chút lợi nhỏ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho bạn." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.